Tại các nước tiên tiến trên thế giới, mô hình bác sĩ gia đình đã được thực hiện từ lâu, mang lại nhiều lợi ích. Ở nước ta, mô hình này mới được triển khai trong những năm gần đây, bước đầu đã đem lại một số những kết quả nhất định. Bác sĩ gia đình là bác sĩ đa khoa thực hành, chăm sóc toàn diện và liên tục cho người bệnh, có mối quan hệ lâu dài và bền vững với người bệnh, là những thầy thuốc gắn với dân và gần dân nhất. Vâng, và nhận thức rõ điều này thì Bộ Y tế cũng nhiều lần nhấn mạnh, mô hình bác sĩ gia đình rất cần thiết được nhân rộng. Vậy tại các trạm y tế được chọn thí điểm làm mô hình này thì đang vận hành ra sao? Và có những thay đổi như thế nào với diện mạo y tế cơ sở khi mà thực hiện quản lý bệnh nhân theo nguyên lý y học gia đình? Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Trạm y tế xã Tân Hội, một trong 26 trạm y tế điểm của toàn quốc triển khai mô hình bác sĩ gia đình. Hàng tháng bệnh nhân này đều đến trạm y tế để khám huyết áp. Tại đây ông được các bác sĩ dặn dò rất kỹ về chế độ ăn uống, luyện tập để làm sao kiểm soát tốt căn bệnh của mình. Hơn một năm được theo dõi sát sao tại trạm, các chỉ số huyết áp của ông đã được kiểm soát ổn định. Áp huyết trước tôi là 106, 107, nhưng mà bây giờ được các bác sĩ ở đây cho thuốc uống như thế đều đặn mà đúng cái thuốc hợp của tôi. Bây giờ còn là 103, thế là tốt rồi. Thì tôi vẫn phải duy trì ở đây thôi. Nói chung là tôi đi cũng nhiều nơi rồi thì tôi thấy ở đây là hợp lý nhất. Mà các cô cũng nhiệt tình lên khám là động viên và nói những hướng dẫn cách mình để tránh được những áp huyết. Thì tôi vẫn thực hiện theo cái chế độ của bác sĩ với các bác ở trong xã này. Mô hình này về đây để điều trị tại tuyến y tế cơ sở thì người dân người ta sẽ lợi về kinh tế, bởi vì người ta giảm được cái sức lao động là không tốn kém về thời gian. Mà người bệnh thì người ta đến một cái cơ sở là gần nhất. Các y bác sĩ ở đây người ta thấu hiểu là cái gia đình này ở chỗ nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào và tiền sử của cái gia đình như thế nào là chúng tôi nắm bắt được toàn bộ. Thế còn đối với cán bộ y tế chúng tôi thì sẽ được nâng cao cái trình độ chuyên môn lên, bởi vì khi chúng tôi làm mô hình điểm thì cũng được Bộ Y tế là cử các bác y bác sĩ ở tuyến trên về cầm tay chỉ việc trong một thời gian là một năm. Qua 3 năm đi vào hoạt động, trạm y tế xã đã thu hút về hơn 650 bệnh nhân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ngoài tiểu đường, tăng huyết áp, mục tiêu trong thời gian tới của trạm là quản lý các bệnh tiếp theo là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, các bệnh ung thư. Dù vậy, trong quá trình triển khai mô hình này, trạm cũng gặp một số vướng mắc. Trong đó có việc quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các trạm y tế còn thấp, trong khi lượng bệnh nhân tới khám càng ngày càng đông, dẫn tới việc vượt trần bảo hiểm. Bên cạnh đó, chế độ cho tuyến y tế cơ sở chưa phù hợp, chưa thu hút được bác sĩ về làm việc. Nếu như không thu hút được nhân tài, không thu hút được bác sĩ về xã thì không thể nói là phát triển được tuyến y tế cơ sở. Mà như trung tâm chúng tôi 3 năm liền thi công chức biên chế nhưng không có bác sĩ về thi. Từ mô hình điểm tại Tân Hội, hiện 100% các xã tại huyện Đan Phượng đã triển khai trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thu hút khá nhiều bệnh nhân tới khám và điều trị. Về kết quả triển khai trạm y tế theo nguyên lý học gia đình thì số bệnh nhân thu dung điều trị tại trạm y tế đã tăng lên, đặc biệt là quản lý bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tăng huyết áp đã được quản lý, khám, điều trị, cấp thuốc tại trạm y tế, giảm tải cho y tế tuyến trên. Rõ ràng, một khi công tác chăm sóc y tế ở địa phương được thực hiện theo mô hình nguyên lý y học gia đình, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiết thực với nhân dân, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính. Bác sĩ gia đình là mô hình tiên tiến, tuy nhiên để áp dụng rộng rãi mô hình nguyên lý y học gia đình ở tất cả các trạm y tế xã phường trên toàn quốc trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Vâng, tôi đến nhà văn hóa vẫn vận động ở đấy đó. Vâng, hàng ngày bác uống thuốc và theo đúng chỉ dẫn, và 2 tháng sau bác lại tái khám đúng định kỳ bác nhé. Vâng, tôi vẫn đây.